Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Trên màn hình đây là cây cam sành đang trong cái thời điểm là nhú mầm bông khoảng từ 10 tới 20% sau khi tiến hành là biện pháp xử lý ra hoa bằng cái biện pháp là đậy mầm phủ. Sau khi tiến hành là đậy mầm phủ thì tất cả các cây nó đã lên mầm thì mình sẽ tư vấn cho nhà vườn là áp dụng cái biện pháp là dỡ mầm phủ và kích ra hoa. Thì đối với cái này hiện tại là cây nó đã nhú khoảng từ 10 tới 20% và đây cũng là cái thời điểm mà mình sẽ tư vấn cho nhà vườn là áp dụng cái biện pháp là bấm cái đọt xì, tức là những cái đọt ở phía trên này các bạn thấy ha, những cái đọt xanh này. Hiện tại thì những cái đọt này nó vừa xì bông đồng thời là vừa xì lá, thì mình tư vấn cho nhà vườn là áp dụng cái biện pháp là bấm những cái đọt xì lá để giúp cho nó ém dinh dưỡng, nó dồn xuống để giúp cho những cái tàn trà của mình nó ra bông được đều. Thì sau khi bấm đọt thì sẽ áp dụng những cái biện pháp đi dinh dưỡng dưới gốc và đồng thời là trên lá, kích rễ để giúp cho cái cây của mình nó hút dinh dưỡng đầy đủ, sau đó thì nó sẽ bật mầm qua. Đây là áp dụng cái biện pháp đậy mầm phủ ha các bạn. Thời gian đậy thì nó dao động khoảng từ 60 tới 70 ngày. Thì tùy theo cái tình trạng cây thôi. Nếu như cái cây của mình nó lên mầm im á thì sẽ áp dụng cái biện pháp dỡ thôi, tức là dựa vào cái hình cây thì sau đó chúng ta mới áp dụng cái biện pháp là dỡ mầm phủ. Đây nè, như các bạn thấy ha. Đây là những cái đọt mà mình đã vừa tư vấn cho vườn áp dụng cái biện pháp là bấm bỏ nè. Đó, đây là những cái đọt xì, những cái đọt non nó xì. Còn ở tình trạng cây ở thời điểm hiện tại như các bạn sát thấy đây. Đây, cái cây nó đang trong tình trạng là nhú mầm bông như thế này. Thì cái quá trình nhú bông thì nó cũng đều rồi. Nó cũng đều các cây. Nhưng mà tỷ lệ nhú á, giữa các cây á, thì nó sẽ khác nhau. Tùy theo cái lực cây và cái quá trình lên mầm thôi thì nó sẽ khác nhau. Nhưng mà ở thời điểm nhú như thế này thì sau khi bấm á, chúng ta sẽ tiến hành là phun bệnh, phun kéo, rồi đi dinh dưỡng đầy đủ thì cái cây của mình nó sẽ nhú mầm bông đều thôi ha các bạn. Này, đối với cái tình trạng vườn này thì sau khi tiến hành bấm chắc khoảng cả 2 tuần đi thì cây nó sẽ nhú đều như cái này, giờ nó sẽ bước vào cái quá trình sổ nhị. Con số cái thì nó đã sổ nhị này các bạn. Tình trạng cây đang trong tình trạng rất là xanh đen ha. Sau khi tiến hành dỡ mầm phủ thì mình ưu tiên cho nhà vườn là áp dụng cái biện pháp là kích rễ, dưỡng rễ. Thì ở thời điểm hiện tại thì cái bộ rễ nó ra rất là khỏe, cho nên là cái quá trình bật bông nè các bạn thấy ha, nó rất là đều và những cái đọt nó là tương đối là xanh. Đây, cây gốc ở thời điểm hiện tại ha các bạn. Vì cái phần đàn trà nè, đa phần nó nhút. Thí dụ nhìn từ xa ha, nhìn từ xa các bạn có thể thấy nè, nguyên những cái này nè là những chùm đọt ha, nhưng mà mình nhìn lại gần thì đa phần nó là bông thôi, cho nên là trong quá trình bấm á, nó sẽ chậm hơn một xíu, do nhà vườn phải tiến hành là lựa những cái chùm nào bông, những cái chùm nào đọt ha. Đa phần mà bấm là mình chỉ bấm đó đọt thôi các bạn, còn những cái bông như thế này á thì đây là những cái chùm bông rất là quan trọng đó. Nhìn từ xa thì mình thấy đọt là nhiều ha, nhưng mà đi lại gần á, chủ yếu là bông. Thì tùy theo cái biện pháp mà chúng ta sẽ áp dụng cái biện pháp là bấm đọt sớm hay muộn ha. Thì đối với cái này thì mình canh cái tình trạng cây, sau đó là mới tư vấn cho vườn áp dụng cái biện pháp bấm. Không có tiến hành bấm quá sớm thì sợ nó nín bông thôi. Đây, hiện tại thì có một số mầm nó đang trong tình trạng thức ha. Thì cái quá trình thức mầm á, nó sẽ diễn ra sau khi tiến hành là bấm rất là gộ, tức là cái đợt đó là cái đợt gộ nhất. Do ở cái đợt này á, nó không có gộ, cái nguyên nhân chủ yếu á, là do nó có sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa những cái đợt phía trên nè các bạn thấy ha, lúc nào dinh dưỡng nó cũng dồn cho những cái đợt phía trên này hết trơn á, cho nên là khi mà còn những cái đợt phía trên này nè thì cái cây của mình nó sẽ đi bông chậm, và khi mà chúng ta bấm bỏ thì nó sẽ dồn dinh dưỡng cho những cái tược phía dưới này, những cái tược mà chúng ta đã tạo được cái mầm bông á. Thì lúc đó cái quá trình bật mầm á, nó sẽ diễn ra rất là nhanh, được gộ nè. Về cái tỷ lệ phá lá đối với cái vườn này ha, mình tư vấn cho vườn áp dụng cái biện pháp là đối với cái phá lá cái tỷ lệ phù hợp thôi các bạn.
Như các bạn thấy ha, cái bộ tàn chà thì nó vẫn còn bình thường, nó không có rụng quá nhiều. Chúng ta phá với cái tỷ lệ nó rụng vừa phải thôi, thì sau đó áp dụng cái biện pháp là kích bông mạnh thì tất cả các cây nó sẽ ra bông đều thôi. Đây nè, cái bộ tàn chà này các bạn thấy ha, nó vẫn còn bình thường nhưng mà mầm bông nó đang nhú. Đây, những cái mầm này nó đang trong tình trạng vừa thức thôi nè. Thì trong thời điểm này chúng ta sẽ tiến hành là phòng sâu gầy định kỳ và bệnh ở trên lá trên bông, các bạn giúp cho cái bông của mình nó sáng vì sao cái quá trình đột trái nó sẽ diễn ra được tốt. Nhưng như ở thời điểm này mà để cho cái sâu gầy hoặc bệnh nó tấn công thì cái bông của mình nó rất là dễ rụng hoặc là rễ nó tấn công trên lá, vì sao cái quá trình đột trái là nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đây, đối với những cái tược ở phía trên cao là các bạn thấy ha, đa phần nó là bông chùm thôi. Thì trong thời điểm bấm đọt thôi, chúng ta sẽ quan sát kỹ những cái đọt này để tránh bấm lầm. Bấm lầm thì sức rất là ổn các bạn. Những cái đọt ở những cái cơ này thì cái quá trình về sau, cái quá trình phát triển của trái nó rất là mạnh. Thì đối với cây này thì cái mầm nó đã có rồi, sau khi tiến hành bấm đọt thì chúng ta đi dưỡng mạnh thì cái quá trình thức mầm nó sẽ diễn ra rất là nhanh. Khi mà cái bông nó giọt ra như thế này thì cái bông nó lớn rất là nhanh các bạn, và nó sổ nhị cũng rất là nhanh luôn. Đây, những chùm đọt phía trên này ha, đa phần nó là bông. Đối với cái cây này thì nó đang trong tình trạng sổ nhị một phần các bạn, nó ra rất là gộ rồi. Đối với cây này thì nó ra trước và rất là gộ đây. Một số bông thì nó đã sổ nhị rồi nè. Đó, trong thời điểm này thì các bạn cứ tiến hành là phun sâu nhện bệnh định kỳ ha. Thuốc sâu thì chúng ta sử dụng những cái dòng thuốc mát thôi, đừng sử dụng những cái dòng thuốc quá nóng. Quá nóng thì nó ảnh hưởng tới quá trình phát triển của bông. Đa phần đều là bông chùm hết cho các bạn. Trong thời điểm mà sau khi chúng ta tiến hành dỡ bông phủ thì cái vấn đề kích rễ nó rất là quan trọng. Khi các bạn tạo được cái bộ rễ mới nó khỏe thì lúc đó cái cây của mình nó bật mầm rất là mạnh, và đồng thời là cái bông của mình nó sáng nó mập nữa. Còn nếu như chúng ta tạo bộ rễ nó không được khỏe thì cái cây của mình nó sẽ bật rất là yếu các bạn. Và đồng thời là trong quá trình nuôi bông như thế này thì phải đi đủ dinh dưỡng, đa dung vi lượng, thì lúc đó là cái bông của mình nó mới sáng nó mới mập.
Đây những cái chùm này nè, đang ra. Những cái đọt tương đối xanh các bạn. Những cái đọt xanh như vậy là chứng tỏ nó đủ dinh dưỡng. Đây, những cái bông này đủ dinh dưỡng nè, nó rất là lớn mập đây, sáng bông. Cái này đa phần đều là bông chùm các bạn. Đối với tỷ lệ bông chùm như thế này thì cái quá trình đổ trái về sau nó sẽ diễn ra rất là tốt. Tức là nguyên chùm bông á, thì cái cây của mình đa phần nó sẽ tập trung dinh dưỡng cho cái chùm đó, nó vận chuyển mạnh lên thì cái nó nhận được đầy đủ dinh dưỡng thì cái bông của mình nó mập, cái hạt phấn á, nó có nhiều sức sống thì lúc đó cái quá trình sổ nhị á, nó sẽ diễn ra được tốt hơn nữa. Giờ sau quá trình sổ nhị á, thì cái cây nó sẽ vận chuyển dinh dưỡng lên cái chùm bông của mình nhiều hơn nữa thì cái quá trình đổ trái nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Đối với cái tình trạng cây như thế này ở thời điểm bấm đọt mà cái quá trình nó xì bông như thế này tương đối là đạt hết các bạn. Tại vì xì bông như thế này là chứng tỏ là tất cả các nhánh nó đã có mầm rồi, chúng ta chỉ cần đi dinh dưỡng đầy đủ thôi thì lúc đó cái mầm nó sẽ bật ra nhanh thôi. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình là tiến hành là làm bông cây cam sành bằng cái biện pháp là đậy bằng phủ. Đây được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật Cần Dương. Thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.